Cục nợ hóa cục cưng lấy bối cảnh Hàn Quốc những năm 90 xoay quanh mối quan hệ vừa hài hước vừa cảm động giữa ba con người vốn không cùng máu mủ ruột rà. Theo đó, hai em Do Seok, Sung Dong Il và Jong Bae, Kim Hee Won sau khi giải ngũ đã hành nghề đòi nợ thuê dưới vỏ bọc nhân viên tài chính. Trong khi đó, cô bé Seung Ji do Park Seo Ji và mẹ là dân nhập cư trái phép và đang nợ số tiền 750 đô. Vì không có tiền để trả, nên người mẹ đành phải để Do Seok bắt con gái của mình đi để thế chấp. Tuy nhiên, sự cố ập đến khiến Do Seok phải trở thành người giám hộ cho Seung Ji. Vốn là những con người hoàn toàn xa lạ, nhưng chính nhờ sự quan tâm chân thành đã kéo họ lại gần với nhau hơn. Do Seok từ một gã đàn ông luôn cọc cằn thô lỗ, luôn xem Seung Ji là cục nợ, đã dần trở nên nhẹ nhàng, ấm áp và thừa nhận cô bé chính là kho báu của đời mình. Để rồi khi Seung Ji lớn lên, anh cũng chính là người bố duy nhất mà cô bé muốn được đền đáp. Có thể thấy, nội dung cục nợ hóa cục cưng không có nhiều mới lạ so với những bộ phim tình cảm gia đình Hàn Quốc nói chung và những bộ phim về tình cha con nói riêng. Thậm chí, một số khán giả sau khi xem xong sẽ nhận xét nội dung phim khá nhạt và dễ đoán trước, không có nhiều cú twist hay những đoạn cao trào kịch tính. Tuy nhiên, cái hay ở đây chính là việc một kịch bản dù nhạt và dễ đoán, nhưng vẫn có thể khiến người xem phải khóc rưng rức ở ngoài rạp. Bởi lẽ, những gì xuất phát từ tình cảm, vốn dĩ không cần phải quá cao trào hay phức tạp, chỉ cần những điều giản đơn cũng đủ chạm vào trái tim của người khác. Nói về diễn xuất của các diễn viên trong cục nợ hóa cục cưng, đầu tiên phải kể đến có lẽ là nam diễn viên kỳ cựu Sung Dong Il, người được mệnh danh là ông bố dân của màn ảnh xứ Hàn. Đảm nhiệm vai Do Seok trong cục nợ hóa cục cưng, nam diễn viên buộc phải vượt qua được cái bóng của chính mình trong bộ phim Reply 1988. Rất may mắn là với khả năng diễn xuất bằng mắt, nam diễn viên đã khiến người xem không ít lần phải rơi nước mắt. Tiếp đến chính là cô bé Park Seo Ji, người đảm nhiệm vai Seung Ji lúc nhỏ. Dù tuổi đời còn khá nhỏ, nhưng kỹ năng diễn xuất của cô bé lại vô cùng chuyên nghiệp. Những diễn biến tâm lý của Seung Ji cũng được Park Seo Ji diễn tả vô cùng chân thực, giúp người xem càng cảm nhận rõ hơn về sự trưởng thành trong suy nghĩ, hành động của nhân vật. Về phía Ha Ji Won, không thể phủ nhận việc nhiều khán giả quyết định đến rạp xem cục nợ hóa cục cưng chính là vì sự góp mặt của nữ diễn viên. Với kinh nghiệm hơn 25 năm diễn xuất, cùng với đó là những vai diễn vô cùng ấn tượng. Cái tên Ha Ji Won chính là yếu tố để người xem tin tưởng vào chất lượng của cục nợ hóa cục cưng. Dù không phải diễn viên hạng A, nhưng Kim Hee Won vẫn là gương mặt quen thuộc với khán giả màn ảnh Hàn nhờ loạt vai diễn chất lượng và khả năng diễn xuất chuyên nghiệp. Trong phim Cục nợ hóa cục cưng, sự ngốc nghếch nhút nhát của nhân vật Jong Bae do anh đảm nhiệm cũng góp phần mang đến nhiều tiếng cười hài hước và thú vị cho người xem. Về phần hình ảnh và màu sắc được sử dụng trong cục nợ hóa cục cưng, vì lấy bối cảnh Hàn Quốc những năm 90 nên các chi tiết trong phim cũng được sắp xếp một cách tỉ mỉ, đưa người xem quay trở về với những tháng ngày trong quá khứ. Từ bốt điện thoại công cộng, máy nhắn tin, đĩa CD, máy nghe nhạc và cả nhóm nhạc đình đám một thời Seo Tae-ji & Boy đều được đưa vào có chủ đích để phù hợp với bối cảnh của phim. Bên cạnh đó, màu phim ở những phân đoạn trong quá khứ cũng mang hơi hướng retro ấm áp nhằm tạo cảm giác cổ xưa. Nhưng trong những cảnh quay ở hiện tại, màu phim cũng trở nên tươi sáng, phù hợp với cuộc sống hiện đại hơn. Cục nợ hóa cục cưng cũng gửi gắm đến người xem rất nhiều thông điệp nhân văn ý nghĩa. Người xem có thể dễ dàng nhận thấy thông điệp đầu tiên, chính là sự yêu thương chân thành sẽ giúp những con người xa lạ sát lại gần nhau. Đôi khi, người ở bên cạnh và yêu thương ta nhất lại không phải là người có cùng huyết thống với mình. Cùng với đó, bộ phim cũng góp phần đề cao những đức tính tốt đẹp của con người. Dù phải gắn bó với công việc đòi nợ thuê, nhưng bản chất của Do Seok và Jong Bae vẫn là những con người vô cùng lương thiện. Đồng thời, việc Seung Ji dù đã trưởng thành và gặp lại bố ruột giàu có, nhưng vẫn quyết định ở lại để báo đáp bố nuôi Do Seok cũng khiến người xem cảm thấy ấm lòng. Bộ phim còn phơi bày góc tối trong xã hội Hàn Quốc kéo dài trong suốt những năm qua, từ nạn cho vay nặng lãi đến tình trạng buôn người mà cụ thể là những trẻ em vô tội. Liệu rằng ở ngoài đời thực, có bao nhiêu bé gái sẽ may mắn được giải cứu như Seung Ji, hay tất cả sẽ quyết định phó thác cuộc đời mình cho số phận? Bên cạnh những điểm cộng thì bộ phim Cục nợ hóa cục cưng cũng có nhiều điểm hạn chế. Nhiều chi tiết trong phim diễn ra thiếu tự nhiên, khiến người xem cảm giác như biên kịch và đạo diễn đang cố sắp đặt mọi thứ để phim có được một cái kết tốt đẹp. Điển hình nhất chính là khoảnh khắc Do Seok bất ngờ xuất hiện ngay đúng lúc Seung Ji gặp nạn. Điều này khiến người xem có cảm giác như mọi thứ đã được sắp đặt sẵn. Bộ phim được xây dựng theo hai mốc thời gian xen kẽ nhau, một bên là Seung Ji lúc còn nhỏ và bên còn lại là Seung Ji lúc trưởng thành. Mặc dù cách xây dựng mạch phim xen kẽ giữa hiện tại và quá khứ có nhiều điểm mới lạ, độc đáo, nhưng đôi lúc lại khiến người xem cảm thấy khó hiểu, khó lòng tập trung được vào mạch phim.
Nhìn chung, Cục Nợ Hóa Cục Cưng là một bộ phim tình cảm tâm lý có cốt truyện nhẹ nhàng, dễ chạm đến trái tim của người xem nhờ thông điệp nhân văn tích cực. Bộ phim cũng là sự kết hợp hài hòa giữa những chi tiết hài hước và xúc động, giúp đẩy cảm xúc cho người xem. Mặc dù vẫn còn nhiều điểm bất cập, thiếu logic, nhưng đây vẫn là bộ phim rất đáng để bạn trải nghiệm về những ngày dịch Covid-19 u ám vừa qua.